Thầy nhớ cái nhà ngày xưa không? Được, đây là những cái phần quà của một chị giấu tên ở Sài Gòn á. Rồi, trước tiên là cái này ha. Cũng có mặt tại đây và được nhận được một ba cái thùng quà siêu to khổng lồ của một chị giấu tên tại Sài Gòn. Chị chuyển cái kiện hàng này chuyển phát nhanh xuống đây. Và biết đó là món quà gì thì mời cô tiếp tục nhận quà ha. Dạ, cuối này trước ha. Này. Tôi xin ra là tiền. Hát nó nhập. Cố qua đây xem nha. À, ông nói hả? Áo gái hả? Áo cái này hết quá. Hầu hợp quá bé tiền ơi. Rồi mấy cái đồ của anh 12 quá. Với lại anh Hên á. Nữa đem qua máng luôn. Đem qua máng luôn. Vui quá, gặp mấy bạn vui quá, thành nữ các anh em cũng quên đi cái mệt. Gói kỹ lắm, tại hàng này dễ vỡ. Vui quá, vui à. Nói sao cảm giác vui sao nói mấy chú nghe với. Có nhà với có giường. Thầy nhớ cái nhà ngày xưa không? Được, đây là những cái phần quà của một chị giấu tên ở Sài Gòn á. Rồi, trước tiên là cái này ha. Cái nào mình khui đến cái đó đi ha. Này là đũa. Cái này là những cái giá bằng gỗ để múc canh rồi. Còn cái này là hộp thuốc cảm. Cảm này chị tặng còn nguyên hộp luôn. Còn cái này là cái bình siêu tóc. Cái này là gì? Cái bình siêu tóc. Không phải. Cái tiêu. Mình phải thật không nhé. Cái đồ xay tiêu. Đúng không? Cái gói xay thịt. Xay thịt. Này còn mùi hồn chưa biết sử dụng luôn. Mình khỏi bằng, mình khỏi bằng. Mình khỏi bằng, mình khỏi bằng. Này là gì ta? À cái đầu ép. Ép trái cây đúng không? Cái đó là mình để cam, ép cam, ép này kia đâu đó. Ép cam. Cái đầu ép. Cái này là trà uống cho mát, trà tiso. Còn cái này là mấy cái khay để mấy cái tóc đồ lên á. Bỏ vô rồi mình đè ấn xuống nước nó ra từ đường này nè. Cái này có cái lỗ nào đâu ra. Có ra dưới thì chỗ mấy dưới á, đó là chỗ. Ủa này cái gì ta? Bên đó đó. Nè, 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 nè. Cái này hả? Cái này cái tiếp mà thích quá. Cái màu rất tiêu. Mình bao không vậy? Không phải, từ từ chú cũng không biết gì đâu. Cái này ngoài. Thôi, hãy xin đó. Cái đó là cái gì ta? Bình bông. Biết bình luận nhầm bùi hồ cũng không biết dành nội tất. Wow, bình cờ không biết luôn. Được coi, được coi, được coi. À, cái khay đó để lên cho nó. Đúng rồi. Đây, cái này để ly đồ he, uống trà đó. Còn, không phải. Này để trang trí cho đẹp nè. Đó. Khoảng tí xíu tỉnh đi. Này mình chưa biết cái này hình như là đồ đựng bông rồi nè. Đây là trà, đây là thuốc cảm. Rồi còn hai thùng. Cái này trà là cái này để uống nước nè. Dạ không phải, đâu phải uống nước bằng đó. Cô làm con gối ở trường cốt. Nhà quê chẳng biết gì. Mình cũng không biết luôn. Ôi này đẹp quá nè. Trời ơi, trời ơi, đã chứ vậy. Trời ơi, đó kìa. Ba thùng luôn. Trời ơi. Dám mất rồi nè. Này là cái chưa. Coi chừng bể con. Chú không biết gì trong này luôn á. Chơi để từ từ thui ra hướng dẫn sử dụng. Cái này là nồi. Nồi chống dính. Ui.
này trống này à, này tấm thớt của, này là của, ó chị chuyển đồ nhiều ghê trời. Phải cho mình không? Cho phải cho mình không? Cho Bùi Hồ. Má nó mình người ta trả lời hỏi phải cho. Chén dĩa. Cho mình được. Trời ơi. Cho mình được tốt quá nhỉ? À vậy là những cái nồi được bằng gốm. Nhưng mà chưa khui là chưa biết. Chị Hà ơi. Chị ơi em gặp em cần tiền nữa nè mà em không biết sử dụng luôn á. Này là ly, đúng không? Chị gói kỹ rồi á. Ly đâu? Này là tô. Dĩa. Dĩa. Cái dĩa. Này dĩa nữa. Dĩa đó mà đựng thịt mai rồi được hết. Này lát nữa khui ăn cái coi mới được chứ bây giờ. Ôi sao chị tặng nhiều quá. Này bình trà. Dạ. Coi chừng có sốt gì dưới không nha. Có miếng giấy kìa. Giấy tên gì? Ở trong này thì có Ngọc. Còn một miếng xốp. Rồi đem này ra giùm. Ờ, con đem này ra. Đem ra. Bắt đầu. Bây giờ khoan khui. Bây giờ chơi khui luôn đi anh, khui hết luôn đi. Để hướng dẫn cô luôn. Biết không mà hướng dẫn. Không. Rồi coi đã, có phải cho cô. Phải cho coi ai cũng tò mò mà đúng không? Này để đây. Thật. Này gì trời. Cái dĩa bự chụp bát luôn. Trời ơi. Nước dĩa rồi đó. Anh lớn anh nhìn. Này giống như là bốc thăm trúng thưởng vậy. Ôi ôi. Trời ơi đầy đủ hết luôn. À quấn kỹ ghê á. Cái này con hàng dễ vỡ mà. Anh nói có dĩa được đồ ăn này. Trời ơi, vừa dưới nữa. Cái quạt cái gì á? Không biết luôn. Quạt mini. Này gì vậy? Dạ. Chưa biết luôn. Nhiều quá chị ơi. Bây giờ em không biết nói lời nào bằng cảm ơn chân thành. Kẹo sô-cô-la. Rồi xong đem này dẹp giùm chú à. Rồi à, bây giờ mình sẽ khui tượng trưng chẳng hạn như cục này là mình không biết cục gì luôn nè. Mở ra nha. Cái này là bình trà. Làm gì vậy? Úp đâu rồi? Có thẳng kẹo cho con nè, cho tụi con nè. Là nhiều quá cô bác anh chị. Hôm nay là cô đúng là đúng nghĩa nhận cái thùng quà siêu to khổng lồ luôn á. Nhưng mà kho bể là sao anh em? Em kho là bể á. Quà quá nhiều luôn rồi, bác tiền bác tiết ơi. Này là gì ta? Bình trà. Bình giấy báo. Con bắt nước con nữa. Đi đi. Cũng phải cẩn thận. Mở ra nhanh nhưng mà cũng phải cẩn thận. Trời ơi, bình trà. Để lên cái tách đó, cái tách trà. Đúng rồi. À, tách đây. Đúng rồi. Đây. Tròn cẩn thận coi không nhét gì nè. Ừ. Này nó nhét kỹ lắm. Chú Hồ đập hộp. Đúng rồi, chú Hồ đập hộp. Đập hộp cho bà ngoại. Trời ơi. Ô, hoài cổ luôn ha. Chú Hồ có cốc viên trà. Rồi muốn khui nào nữa khui cho coi luôn nè. Không có cái này. Này đúng không? Này là ly. Đúng không? Mở ra luôn không? Mở, em phải mở hết chứ. À. Mở hết luôn chứ đâu có để lại. Cho ông chọn xong tới ngoài. Cái này là dĩa rồi. Bà Út bữa nay vào luôn rồi. Lại là sách đưa cho tao chứ không biết đồ ăn. Ai khác? Bé anh đó bà chỉ đi giấc bọt. Tao là bà có giá. Quăng báo kỹ quá. Chị quăng báo kỹ quá luôn. Trời ơi. Trời ơi nó đẹp trời. Trời ơi. Cái này mỗi cái mẫu khác nhau luôn hay sao á? Này là niềm vui ngập tràn luôn. Cô có nghĩ là gần mình sẽ nhận được mấy món quà này không? Dạ không. Mình không dám nhận nữa. Mình không dám nữ cái nữa. Ôi trời ơi. Mỗi cái nó đều khác nhau. Khác nhau hết luôn á.
Ôi trời ơi. Đúng rồi. Vậy mình không muốn đỡ là bệnh ta đang mình đó. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Để uống nước rồi nè, nấu luôn. Chị, mỗi một cái ly là khác màu khác nhau luôn á. Mỗi xỉu ha. Nhiều kiểu mà. Bây giờ làm mình khô hết. Trời ơi. Mình còn thấy mình còn ghiền luôn á. Con quá trời luôn kìa. Trời ơi, vỗ tay quá. Ồ, ồ. Cái này con sơn cho kia. Đẹp ha. Dạ quấn kỹ lắm. Chị nói là chị cũng thông tin cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Hà ở Sài Gòn á, chị nói thôi giấu tên đi em. Cái này nó đẹp quá nè. À con biết rồi, cái này là đồ đổ ra nè. À. Tao nói em cũng biết luôn. Đổ rồi. Ôi trời ơi sao mà chị nấu qua sao nấu qua. Rồi cái gì á? Nè. Đẹp quá. Em đi nói đường, mình đi cái đi. Dễ, quá trời luôn rồi. Ồ, quá trời hết chỗ để luôn rồi. Ồ. Nó đẹp lắm. Ồ, dĩa này đẹp quá nè. Cái dĩa cũng nhiều mẫu lắm nghe. Dĩa này là dĩa hàng đâu cắt nè. Đẹp quá. Nè. Có những cái ly hồi đó giờ mình mới gặp luôn á. Dĩa hình tròn, dĩa hình chữ nhật. Cái này lớn theo kiểu ở bên mình coi phim bên Nhật á. Nè. Đó. Nè. Chút cho cô kẹo đi. Chưa. Cái này đẹp. Ôi trời ơi. Khối này luôn. Nấu mà đập hộp hết mấy cái này là cũng mệt luôn. Chị Hà phải quấn rất là cực luôn. Nó hồi cái nhau như hiểu luôn, hiểu hay luôn, hiểu trời, hiểu hay trời. Đập hộp mấy cái này không là cũng chịu công. Chú hộp đuối luôn á. Ai cứ hồ đuối luôn á. Trời ơi, cái nắp của cái nồi. À. Trời ơi. Ô. Trời ơi. Thử luôn. Để con ôm này nè cha con. Này là gì ta? Này là gì vậy? Bánh gạo chứ có bé nè. Ở chị là lo quá hết trời, lo từ cái bánh từ cái bình trà luôn. À để chú khui này cho. Này là hộp bánh gạo. Bánh gạo rất ngon luôn. Bánh gạo ha. Mà xếp tùm lum chân luôn. Này là chú phải cái tính của chú là thích xem, thích tò mò lắm. Nên thành thử là chú này kẹo luôn. Này kẹo ăn không? Ăn. Có hai đứa này cục nè. Ăn là cũng nhẹ ghê á. Ba anh em ba cục. Này để chút xíu nó chú đem về. Trời ơi. Nó chơi. Tới nào này đúng không? Cái này thấy nó lạ nè. Cái khui hết này là cũng chú cũng biết gì luôn con. Cái chiến. Nãy ăn này mừng rồi. Chị quấn kỹ quá luôn á. Chén thị tinh. Trời ơi. Ô, cái chén gì ngộ hả? Quá nè. Những cái màu là quá. Anh Đồng mới thấy luôn đúng không? Đây. Đúng rồi. Tặng cái cho chú Hồ đi cưới vợ. Rồi cảm ơn con. Trời ơi. Cái đó bị bể. Cái này bị bể rồi. Bể cái nè. Miễn không miễn. Đây. Có chân đứt tay á chú. Ừ. Hên. Tại vì dẫn chuyển đường xa. Này là cô nói tỉ vậy á ha. Cái này con đem bỏ vô cái thùng xốp. Cái này kiểu nghe. Cái chén đẹp quá. Nói chung là mẫu nào cũng đẹp. Cái này là hình cái trái gì? Trái cà. Trái cà. Chua. Cà chua. Không. À không, này trái. Còn con cua. Đã nhận thì khui ra luôn. Một lần nữa thì phải nói là Bùi Hồ cũng tha thiết chân thành cảm ơn
tất cả các quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã quan tâm đến những cái hoàn cảnh khó khăn như là hoàn cảnh của cô Út ở đây. Hình như là mỗi mẫu nó đều khác nhau hết á anh Đồng ơi. Đúng rồi. Đúng không? Đó, cái đó, cái đó. Nhưng mà Thủy Tinh là các con ăn phải cẩn thận nha. Dạ. Tại vì gớt xuống nó bể uổng lắm. Này phải ăn cơm người ta hay để đựng canh hay để sao? Không. Đựng sao? Nước chấm. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Mà đa số cái lô này là Thủy Tinh đúng không? Lô bên đây là Thủy Tinh. Này chắc chua kìa. Chắc cà luôn. Mình gái với chắc cà chưa, cà chưa. Này nãy nè. Đây. Cái này tới này cái chén này hành cái dĩa này hành con sò. Đúng không? Đẹp quá. Mấy bà cháu vỗ tay nhìn thấy thương ghê. Này cái dĩa hình con gì vậy? Con cua. Con cua. Cô vậy mày móc ăn con cua. Này gì? Hình cá. Này mà đựng nước mắm là hết sảy luôn á. Đúng rồi. Ơi. Thôi bây giờ tới khối nào giờ? Khối gần hết luôn rồi. Dĩa này dĩa bo to quá nè. Cái dĩa này đựng thịt vịt là hết sảy luôn á. Con cá để ăn nhiều quá cái nó mập thù lù luôn rồi. Mà đa số là Thủy Tinh với Sứ nhiều. Trời ơi nè. Ôi ôi. Trời ơi. Đẹp quá. Trời ơi, trời ơi. Chiếu chiếu muốn làm thịt. À, cái này là mấy cái ly nữa đúng không? Cái ly chép đi chú. Con hốt ra giùm chú rồi. Nhả này nha. Nhả hết này nha. Thôi bây giờ mình khui một hai món nữa đi ha. Còn bao nhiêu để cho cô Út khui. Để cho chị thấy. Cảm ơn chị nhiều trong quá trình vận chuyển á. Thì đa số cái hàng hóa ở đây thì nhẹ tay nên là nữ là nó cũng bảo đảm an toàn. Chỉ có một số cái nhỏ nhỏ thôi. Cái đây là bằng sứ. Bên đây là bằng sứ. Cái mặt hàng bên đây làm sứ. Vậy là bên đây bằng sứ rồi Thủy Tinh nữa. Cái nào không ấy đó, cô để vô tủ chân mà cũng dạ. Thiếu cái tủ hả cô ha. Dạ. Này là sứ à. Này cắt để trả lại cho thùng muối. Dạ, để lại cho nó cẩn thận. Này mấy cô. Bà cháu. Tới này đi ha. Mắt hồi mở thì mất rồi. Này cũng dĩa luôn, này cái gì? Ly. Ly này, ly cao luôn. Coi thử coi bằng gì chất liệu gì. Chú mở ra luôn. Nói thiệt luôn là chắc cô Út mà không dám sử dụng luôn á. Cái này là cái để dành này. Mở bình trang này để dành. Nó đẹp quá. Thì đó, cái nắp đi đi, vậy này cũng ngon nha. Để lấy bát trà vô. Có bát trà không mà. Mà bữa nay dẫn bát trà vô đây không mà. Mấy cái ly. Đúng rồi. Ly uống nước. Dễ thương ha. Chắc nhiều mẫu khác nhau á, nên là nữ là giống giống với nhau á. À, mấy cái này mình bỏ. Làm một hồi nữa. Cái này giờ là gì ta? Em lấy ra cái dĩa này còn đó. À em lấy ra luôn đi để thôi nó quên đó. Quấn báo cực quá ha. Dạ, vậy cái này ai dọn? Còn mình chứ vậy? Cái đoạn đường thì rất là xa bởi quấn quá kỹ. Wow. Cái dĩa này đẹp lắm nào anh? Quá đẹp. Có thấy dĩa này đẹp lắm nào. Đây. Nè, cái dĩa này là dĩa hình gì ta? Có hình gì lạ vậy? Cái dĩa này cũng giống dĩa này đúng không? Cái này cũng giống đúng không? Giống như quả táo. Cũng giống đúng không anh Đồng? Cũng là dĩa giống nhau đúng không? Có này cái này có cái tô này chú. Cái này có cái chén làm khác nhau sao? Dĩa giống luôn. Chén. Nó mấy tô lạ không? Ngoài một hơi nhỏ bể mà ngoài miếng con này. Cái này là giống như cái hấp súp đúng không? Má mốt cô Út làm giàu có tiền mua súp bầu ngư hơ ăn. Súp bầu ngư. Ồ đẹp. Cái nồi mini hả? Không phải, cái đó là cái tách uống trà. Ủa? Cái nồi mini. Ủa con tưởng cái nồi mini. Cái tô. Tô đựng canh. Wow. Cái dĩa. Trời ơi. Nguyên một vô hàng phải nấu 3 thùng luôn tụi bác kìa. Thôi là dĩa, thằng nhú dĩa đẹp. Cái kiểu đẹp không à. Cái lô hàng nào Bùi Hồ bốc ra thì sẽ bốc ra liền lấy ra hết luôn. Cái dĩa cũng có nhiều kích cỡ, cái tô cũng có nhiều kích cỡ luôn. Bình thơm đó. Trời. Chó là chú Hồ chống mặt rồi. Chống mặt đồ nhiều quá. À, muốn chú khui này nữa hả? Khui không? Khui luôn. Coi này bằng sứ hay là bằng Thủy Tinh ha. Khui này nữa không vậy? Để lên đây nè. Khui này
này nữa. À con. Trời ơi. Dễ thương ghê. Mấy hoa văn đẹp quá. Ở nhìn giống như không đấy luôn. Nhìn như là ở dưới không có luôn kìa. Đó nè. Lan ơi dở lên coi thử. Cái này nó bị bể rồi. Cái này nó bị bể. Buồn mê. Cái này nó bị bể rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Bị bể không mẹ ơi. Nó bể, nó bể hết một khúc rồi. Con cầm bỏ vô kia. Cái rõ là hồi nãy bà bỏ cái ly bể đâu. Không biết ly đó đẹp không đó mà bể mất chưa. Nên đồ này rất là đẹp, mình sử dụng cũng phải cẩn thận tại vì mong manh dễ vỡ mà nó ổn lắm. Bạn nó đẹp à, vậy là anh này nguyên một bộ nó này giống nhau nhưng mà anh này em gỡ luôn. Tò mò. Wow. Đúng nha. Đây. Còn quá trời luôn. Đây, đem về. Bịch kẹo. Cái này là bịch kẹo với bịch bánh hay đó. Con cắt đi để ăn từ từ. Dạ. Rồi, bây giờ chỉ có cái này là vẫn đang tò mò là không biết gì luôn á. Dạ. Này để làm gì ta? Xay thịt đúng không? Này chỉ biết đẩy lại đây nè. Rồi mình ghi miệng vô ha. Xay thịt hả? Đúng cô báo các anh chị biết bình luận cho Bùi Hồ biết nói để làm gì với cô Út ha. Nhìn dễ thương ha. Cái này nè. Cô Út. Mình thấy mình hạnh phúc không? Quá trời hạnh phúc luôn. À đúng nổ mồ hôi quá trời. Thuốc cảm để tí xíu nữa có gì con hướng dẫn sao. Đưa thằng ấy đây đây dẹp nó đi hầu cái tay em cầm á đưa nó dẹp đi. Cái này là ghim vô rồi mình bấm cái một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn chị thì chị nói dấu tên nhưng mà cảm ơn chị Hà đây trên mấy sản phẩm ở đây nó để chị Hà hết rồi. Chị Hà Ngọc á. Này của cô con. Nè. Đã tặng những cái vật dụng rất là thiết yếu như thế này. Những cái đây là những cái vật dụng mà sẽ gắn bó với là cô Út rồi truyền qua thế hệ này thế hệ kia luôn. Nó rất là đẹp luôn ha. Cảm ơn rất là nhiều. Và chắc có lẽ là sẽ dẹp hết cái phần này vô. Rồi sao? Còn tí xíu nữa đây sẽ dọn cho các anh thợ sẽ ăn một bữa sum vầy ngay tại chỗ này. Cảm ơn chị. Chúc chị cùng gia đình luôn có sức khỏe. Và cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị Mạnh Thường Quân, những nhà hảo tâm đã đóng góp những cái tấm lòng vàng để cho những hoàn cảnh khó khăn như thế này ít ga thì phải có cái máy ấm mà đúng nghĩa, mà không phải có máy ấm đúng nghĩa mà sự chung tay của các anh thợ thành thử bây giờ là có một cái ngôi nhà rất là khang trang. Mà như Bùi Hồ đã nói, chắc nếu cố bán cái số thì không biết đến khi nào mới có thể mua được, chắc có thể mua được và xây được ngôi nhà như thế này.